Bà Trùm. Candy, cô hãy cứu người của tôi với. Người của cô bị làm sao vậy? Người của tôi đang bị nhóm mặt đàn em bắt giữ và tra tấn. Rồi chúng ép, phải theo bọn chúng. Được rồi, tôi sẽ giúp cô. Đánh nó thế đủ rồi. Vâng ạ. Ba chùm chúng mày đã chết. Băng đạn đã đưa ba chúng mày. Có chịu theo tao không? Có chết, chúng tao không theo mày đâu. Vậy chúng mày đừng trách tao không cho chúng mày một cơ hội. Okay. Ai, diện nó đi. Okay. Đừng phải đi gặp Jerry nữa đâu. Chúng mày canh gì nó cẩn thận vào. Vâng. Jerry, có chuyện không ổn rồi. Bà Chu, đã có chuyện gì xảy ra vậy bà Chu? Con người của tôi đã bị nhóm mặt đại đen bắt giữ. Vậy sao? Cô hãy mau đến cứu bọn họ đi. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay.
vậy thôi sao? Để tao cho mày biết thế nào là sức mạnh tinh thần. Thank you.
cậu chết một cách oan ức như thế đâu. Không cần biết, mày chỉ cần biết là tao đến đây để giết mày. Chết đi!
mau tỉnh lại đi. Cherry, Cherry, cậu mau tỉnh lại đi. Cherry. Candy. Đây, đại ca đâu rồi? Ở trên nhà. Ok. Cherry của nhóm Big Girl chưa? Em xử lý được nó rồi, nhưng mà đã bị phát hiện. Mày làm tốt lắm, đi ra ngoài đi. Vâng. Chính mày đã dám giết cha